Thì nhiệm vụ quét mạng nhện, lau nhà. Còn cái thằng ớn như thế không nhắc ớn cầu siêu như tôi yếu đuối vậy nè. Nhiệm vụ suốt ngày lau cầu thang, quét kiến lết lên lết xuống. Có một thằng ngon lành nhất, có da có thịt thật, nó ngồi yên một chỗ, nó không có làm gì hết. Thác thấy cái nhà này giống ngay nhà thương điên chứ không phải nhà ở nữa. Cái gì? Anh ơi! Cái gì? Mày coi ông Trung nó bị gì nè? Cái gì vậy? Sao mày đã khóc quá trời luôn? Với lại mày có mấy câu mày là buồn mày khóc đi. Cái gì vậy? Mày cái gì vậy? Tại sao con khóc? Có đau bụng hả con? Không có đau bụng. Chứ làm sao? Thôi chết rồi, lên chuẩn bị nước sôi rồi đồ đạc cho dẫn đi cấp cứu liền. Trời ơi, tao không đi bệnh viện đâu. Người muốn cái gì? Có lẽ ông trời đang đợi đầy tương lai. Đã mấy đêm rồi anh chẳng thể yên giấc. Vì con tim anh bị đau, vì con tim anh cứ kêu gào. Nó nói nhớ em vô cùng. Thôi, làm gì vậy? Muốn làm ca sĩ hả? Bởi vì mày bạn bè mà tụi mày không quan tâm đến sắc thái tình cảm tâm tư gì của tao hết. Tụi mày cứ nhớ đến cái ngày mà mình tập thể dục. Đọa đầy thân anh, đã mấy đêm rồi anh chẳng thể yên giấc. Vì con tim anh bị đau, vì con tim anh cứ kêu gào. Nó nói nhớ em vô cùng. Anh cứ hỏi lòng biết phải làm sao đây. Muốn nói yêu em nhưng mà anh không dám. Nhìn em hồn nhiên dễ thương, làm cho tim anh vẫn vương. Anh quyết phải nói với em rằng anh có thể hy sinh chết vì em. Dù đau đớn nhưng anh vẫn không ngại ngần. Chỉ mong em luôn cười tươi, cuộc sống em luôn được vui. Là hạnh phúc với anh lắm rồi. Đừng nghĩ anh chỉ bao hoa mà thôi. Lời anh nói sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy tin tình yêu của anh và em sẽ đi cùng anh. Anh dám nói cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Đọc đó họ tên cho anh. Trần Thị Bưởi. Ừ. Số điện thoại số mấy? 0932. Ừ. 681. Ừ. 682. Có người yêu chưa? Vậy thì được. Ok em. Rồi, cảm ơn em nhé. Quay. Hả? Ủa, anh là ai vậy? Trời ơi, anh muốn làm quen em. Anh giỡn với tôi hả? Anh chỉ phải làm sao đây. Muốn nói yêu em nhưng mà anh không dám. Nhìn em hồn nhiên dễ thương, làm cho tim anh vẫn vương. Anh quyết phải nói với em rằng anh có thể hy sinh chết vì em. Dù đau đớn nhưng anh vẫn không ngại ngần. Chỉ mong em luôn cười tươi, cuộc sống em luôn được vui. Là hạnh phúc với anh lắm rồi. Đừng nghĩ anh chỉ ba hoa mà thôi. Lời anh nói sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy tin tình yêu của anh và em sẽ đi cùng anh. Anh dám nói cả thế giới này không ai yêu em bằng anh.
rằng anh có thể hy sinh chết vì em. Dù đau đớn nhưng anh vẫn không ngại ngần, chỉ mong em luôn cười tươi, cuộc sống em luôn được vui, là hạnh phúc với anh lắm rồi. Đừng nghĩ anh chỉ bao hoa mà thôi, lời anh hứa sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy tin tình yêu của anh, của anh sẽ đi cùng anh. Anh sẽ mãi, thế giới này không ai yêu em. Xong chưa? Anh ta duyên chiên không? Cảm ơn, nhưng mà không có yêu. Anh một quyền giàu nữa không? Anh nói đi. Làm bạn gái anh nha. Hả? Anh dạy tôi nữa hả? Khoan. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì? Đạt, mày nói đạt. Gì kỳ á, chuyện quan trọng của mày mà. Ủa quá hả mày em? Hay làm ơn làm phước làm bạn gái chung giùm anh gái đi. Yêu em thiệt tình, suốt ngày cứ đòi sống đòi chết vì em không á. Không biết nó có chết không, nhưng mà tụi anh chết trước nè. Anh chết chùm luôn đi. Tại vì anh thương em quá anh mới làm như vậy. Em là bạn gái anh đi, sau này anh hứa anh không có gạt em nữa đâu. Anh làm chứng đi cho. Anh hứa rồi đó nha. Vì em là bạn gái anh rồi đúng không? Ủa chúng uống gì uống quá trời mày. Uống chai chút này nãy tao đưa nó mày. Nuốt nhiều ghê.